Xài thiết đẻo mà. Mày gà nhà nuôi nó béo. Ông cứ về con tum, ông ở khi nào ông chán thì con tum ông lại xuống cờ la thế. Con cái cháu đâu nhỉ? Của anh Hòa đâu nhỉ? Đây, dọn luôn đây. Có gì đâu. Đây là nước tôm phải nái, nãy em mà mua thì nhất. Nước mình 20 mét thôi à. Thấy giữa mùa mưa thì nước nó mới lên được. Còn đầu mùa mưa thì nước giếng lại càng hụt đi. Chứ sao, gà cái bán nó kinh doanh hết, nó chỉ cho ăn thôi. Thôi, con chừng. Ăn sao? Nó bảo thôi nhỉ, à thôi nhiều. Sao độ lên miếng là ngon. Đấy. Đây là ốc móng tay nha mọi người. Đây là món nước lẩu nha mọi người. Lẩu. Lẩu hải sản. Hải sản. Tôm mực. Và ốc móng tay. Cá thác lát. Xào tỏi, muống tỏi. Thì bây giờ là xào cái ốc móng tay lên trước à? Móng tay. Cái này thì xào thêm miếng nữa nhỉ? Xào thêm miếng nữa. Rồi. Ít quá. Ốc móng tay ta xào lên. Ốc móng tay ta xào rau muống. Hai đứa ơi, cái này để con bỏ lẩu luôn. Cậu biết bỏ xong rồi đây.
Ăn cơm nước nào không rồi? Không bỏ đi đâu. Ăn cơm em. Ốc móng tay đó. Ốc móng tay đúng không? Ốc móng tay. Ở quê mình chỉ có đâu. Quê mình ốc ấy là ốc biển sao nhỉ? Dạ. Bỏ xương đi, bỏ xương đấy. Ốc gì mang mang tung sang à? Tung sang. Đây 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 đây. Con này dài này không? Chán đâu. Đúng rồi đấy. Đấy. Giống như móng tay đấy. Đấy. Móng tay. Không ăn được. Thay một bạn ăn. Còn. Ăn đi.